rất vui khi tiếp tục được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Xây Dựng Dubai. Tây Nguyên với đặc sản là cà phê, tiêu và điều bản ngàn. Nơi đặc thù là nắng và gió. Nơi mà các công trình đã và đang được mọc lên để biến cái nắng thành năng lượng. Tại thời điểm tháng 7 năm 2020, ở huyện Plong Ala, Đắk Nông, công ty Xây Dựng Dubai đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào bàn giao sử dụng cho chủ đầu tư hệ khung đỡ pin năng lượng mặt trời. Với quy mô là 1 MW điện gồm 16 nhà, với kích thước nhà là 17 x 41m, chiều cao trung bình từ 2,5 đến 3,8m. Mỗi nhà được cấu thành từ hệ khung cột bằng thép hình, hệ kèo và sơ khô bằng thép C, hệ kèo được chống bởi thép hình V. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch và vô tận. Ở Việt Nam, các khu vực từ Tây Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ với thời gian nắng trong ngày và trong năm cao, thì các dự án về năng lượng mặt trời này hoàn toàn khả thi. Ngoài ra, năng lượng mặt trời còn có dạng là điện áp mái. Các công trình phía trên đỡ pin, phía dưới không gian vẫn sử dụng nhà xưởng, nhà kho bình thường. Với đơn giá chỉ từ 200 đến 250.000 đồng trên mét vuông, bao gồm vật tư và công hoàn thiện tại công trình. Nếu mọi người có nhu cầu làm các dự án về năng lượng mặt trời này, hãy liên hệ ngay cho Xây Dựng Dubai để được tư vấn và hỗ trợ. Bây giờ thì mời mọi người xem một số hình ảnh về dự án. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.